Đứa đang đọc sách này là ta, dâu y bồ. Tôi thuê cô để quét dọn chứ không phải để đọc sách đâu. Một đứa nghèo rất mồm tươi. Con gái con lứa, biết gì mà bày đặt đọc sách. Cứ quét dọn rồi kiếm tấm chồng là xong. Giá mà giờ nữ hoàng xuất hiện, nói rằng mình là công chúa thất lạc nhỉ. Là mình hết nghèo. Quả chăng chỉ có trong cổ tích. Cơ mà đây vốn là chuyện cổ tích. Hả? Zoe, con là con gái thất lạc của ta. Con sẽ trở thành hoàng tử. Hả? Năm xưa, mẹ vốn đẻ ra một cặp song sinh, ta Zoe và đứa em trai Zachary. Đứa con gái sẽ phá hủy cả dòng tộc. Bệ hạ phải trừ khử nó ngay. Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa con gái. Không đỡ trừ khử, cha bí mật bỏ tôi ở cô nhi viện. Zachary được kỳ vọng trở thành người kế vị tiếp theo sau khi cha mất. Con sẽ cưới công chúa Amelia, rồi con sẽ trở thành vị vua anh minh. Nhưng ngay trước đám cưới. Thái hậu, hoàng tử đã mất tích cùng với nhà tiên tri Ritmilton rồi. Không thể nào, phải giữ bí mật. Bắn Zachary, triều đình nhũng loạn, hôn ước không thể trì hoãn. Nên bà tìm tôi, bảo tôi đóng giả Zachary. Không có đâu. Con định quét rác cả đời. Mà nếu không đồng ý, đừng trách ta. Tất nhiên ta không muốn quét rác cả đời. Còn tớ thì sao? Ta rất giống đứa em sinh đôi, nên chỉ cần hóa trang đơn giản. Trông mình đẹp trai vậy trời. Thuốc phép đổi giọng. 1, 2, 3. Ái cha cha, hoàng tử Zachary tới đây. Vẫn nói được giọng nữ này. Hoàng tử không nhí nhố thế. Đi đứng mạnh mẽ lên. Cô mặc váy đấy à? Ôi, mệt hết chỗ nói luôn. Hoàng tử biến thái. Ta chưa bao giờ thấy hoàng tử dám làm trò đấy. Ai cho chạm vào người con gái hả? Thái hậu thất vọng vô cùng. Con thật sự không hiểu. Tại sao con... Em con phải cưới người mà nó không biết là ai được chứ hả? Hôn ước ngoại giao không thể hủy bỏ. Cô dâu đến rồi. May cho em tôi, cô dâu của nó quá là xinh đẹp, dù có hơi chút mạnh mẽ. Làm ăn thế này hả? Vô trách nhiệm. Đến cái lúc phải hôn nhau thì nhưng có vẻ Amelia còn sợ việc đó hơn cả ta. Cơ mà khó khăn nhất vẫn là đêm tân hôn. Amelia, ta hãy có uống một ly với ta chàng. Nào. Cạn ly. Chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra, trừ khi Amelia thật ra là James, hoàng tử Úc của vương quốc láng giềng, một kẻ bị ruồng bỏ. Hắn phải canh giữ Amelia thật, người không hề muốn cưới Zachary. Vì để Amelia trốn mất, James cũng bị bắt cải trang như ta vậy. Nếu trì hoãn hôn lễ, họ sẽ tấn công chúng ta. Lỗi của con phải chịu đó. Không, không. Thứ biến thái giả gái. Không thể ngờ là ta lại ở cùng với một gã đàn ông. Chứ không phải cô cũng là nữ giả nam hay sao? Vậy là hai ta đành phải liên thủ. Vở diễn tất nhiên chẳng dễ dàng.
ta quản lý triều đình dở tệ, mấy gã đàn ông cứ... Nói thì hay, nhưng tại sao chúng tôi phải nghe hoàng tử? Tại vì... vì sao thế nhỉ? Việc luyện võ cũng khó hết sức, dù ta vốn đã lao động tay chân bao nhiêu năm. Nào, từ từ thôi nha. Pha đầy suýt nữa thì... Thần xin lỗi, hoàng tử đã kết hôn rồi, chúng ta còn là đàn ông với nhau nữa. Ôi, cuộc sống của mấy gã đàn ông quá là bạo lực và mệt mỏi mà. Còn cái gã giả gái kia thì... Quý cô xinh đẹp hỡi, nàng có sao không? Công chúa, thần không sao mà. Hắn chẳng làm nổi mấy việc của nữ giới. Chán chết, ngớ ngẩn hết sức. Ôi nàng thơ, ta xin lỗi, hãy để ta chuộc lỗi với nàng. Hả? Vào giúp nàng thay đồ á? Được chứ. Tính làm gì đó? Hành hung quan chức, tán tỉnh hầu nữ, lại còn định... Trời đất ơi, đàn ông các ngươi ai cũng thô bỉ vậy à? Tại do phụ nữ mấy người chán ngắt đó. Dắt chưa đi. Thái hậu không hài lòng lắm vì ta chẳng ra dáng hoàng tử. Rốt cục cô chỉ là một đứa con gái. Ai mà ngờ James ngỏ ý dạy ta cách làm hoàng tử. Những ý kiến của cô rất hay, nhưng phải biết thuyết phục họ mới được. Ta bắt đầu biết cách quản lý triều đình. Nên dùng thử thanh kiếm nhỏ này, hợp với thể chất của cô. Giờ thì thử chém quả. Ê, cái này nhẹ ghê á, dùng thích thật. Nhanh, nhanh quá vậy. Gì nhanh vậy trời? Sao hoàng tử nhanh quá vậy? Chịu thua nha. Phải ân cần với phụ nữ vào. Như này này, cái gã đào hoa này nữa, ngươi kỳ, kỳ ghê á. Hoàng tử kỳ, kỳ ghê á. Sao dạo này hoàng tử lãng mạn quá vậy? Có qua có lại, ta cũng phải dạy James cách làm phụ nữ. Tối ngày chỉ biết buôn chuyện, đúng là phụ nữ. Gã hoàng tử cũng dần hiểu được. Ta không nghĩ mọi người lại coi thường phụ nữ đến như thế. Cuộc sống của nam nhân cũng nhiều áp lực, ta không muốn làm nam nhân đâu. Thế thì phải tìm Sacheri, Amelia nữa, mà mãi chẳng thấy gì hết. Sacheri, có chuyện rồi. Rasputin vẫn sống, hắn đang dẫn đoàn quân âm binh tấn công vương quốc. Có thể hắn đang giữ Sacheri. Zoe, ta muốn con lãnh đạo quân đội. Con làm sao có thể? Ta phải giữ vị thế hoàng tộc, và ta tin con sẽ làm được. Đây là cơ hội, nếu thắng cô có thể tiết lộ thân phận thực sự. Ta biết tài năng của cô, ta tin cô làm được mà. Và thế là ta trở thành người thống lãnh quân đội. Sacheri, hoàng tử Sacheri trở về. Gã tiên tri bắt cóc em trai ta, dùng dòng máu của nó triệu hồi âm binh từ những chiến binh hoàng gia đã mất. Sacheri đã kịp trốn trước khi bị hắn lấy mạng. Ta không thể giấu thân phận nữa. Giả mạo hoàng tử, lại còn là nữ nữa, đúng là khi quân phạm thượng. Mình đã phải lòng một cô gái. Mày ghê á, cứ tưởng là mình phải lòng đàn ông rồi. Những kẻ kia không tin phụ nữ làm nên chuyện. Ông là ai? Ngươi là Amelia, hôn phu của Sacheri. Chúng quá đông, phải tới hàng vạn lửng á. Phải làm gì bây giờ hoàng tử?
cứ bình tĩnh đi. Satchiri, ta cần mạng ngươi để đổi lấy sự bất tử cho lũ âm binh. Nếu ngươi không nộp mạng vậy thì lập pháp trận. Gã tiên tri Rasputin không thể ngờ hắn đã rơi vào bẫy. Hả? Không thể nào, không thể đẩy lùi đoàn âm binh, trừ khi ngươi hợp lực với một người khác có dòng máu của hoàng gia. Nhưng ngươi là kẻ cuối cùng. Rõ là không phải. Anh em, lên. Dù không có đám âm binh, nhưng Rick Newton vẫn quá mạnh. Các binh lính, các phù thủy giỏi nhất đều bị đánh bại. Hả? Mi, biến mất đâu rồi? Mi không thể nhanh vậy được. Hả? Hả? Hoàng tử Satchiri, làm sao có thể nhanh vậy được? Đúng, đúng là nó không thể. Cân tài cân sức, nếu không chịu đầu hàng, ta sẽ lấy mạng kẻ này. Cứu tôi với, hoàng tử. Hả? Amelia. Rasputin có lẽ đã tìm được Amelia trước chúng ta. Chàng định làm thế với ta sao? Hả? Không thể nào. Hả? Lấy được vòng phép thuật rồi. Không thể nào. Mình xuất chỗ nam nhân vào phòng thay đồ. Hoàng tử Satchiri thật đâu rồi? Là ta đây. Chính em đã nhờ hắn giúp em bỏ trốn, rồi hắn lợi dụng để bắt cóc em. Nhưng tại sao? Em không muốn làm hoàng tử, không muốn cưới Amelia. Chị Zoe, về lời tiên tri thực sự. Lời tiên tri ngày xưa thực ra là đứa con gái sẽ đánh bại kẻ phản loạn, nên ta bịa ra lời tiên tri giả. Vậy để chị cải trang thành cậu, để chị lãnh đạo quân đội. Chị là phụ nữ, sao có thể kể cả lời tiên tri? Cứ tin ở chị. Hả? Tôi sẽ giúp chị cậu nữa. Amelia là đàn ông. Phép thuật của hắn nằm ở cái dòng. Có một cách để triệt tiêu đoàn âm binh. James giả làm Amelia để Rasputin cho bắt ngươi. Hả? Không ai có thể phủ nhận ta nữa. Nữ vương mới của vương quốc chúng ta. Em trai ta sau đó được sống vì chính bản thân mình. Còn về chuyện của ta, vậy ngươi phải đi tìm Amelia nhỉ? Ừ, phải tìm bằng được chị ấy. Vậy tạm biệt nha. Ừ, tạm biệt. Khoan đã, liệu sau này chàng có muốn trở thành công chúa hay nữ hoàng của ta không? Cái gì? Cô kỳ ghê á. Có lẽ đành để duyên số quyết định vậy. Truyền thuyết kể rằng xưa kia, khi thấy những bóng đen của vĩ nữ vương bao trùm hạ giới, một loài hoa bảy màu bỗng xuất hiện. Chúng nở quanh năm, hương thơm ngào ngạt lan đi muôn nẻo. Hoa nở đến đâu, sức mạnh của quỷ nữ vương bị làm giảm đi đến đó. Nhưng loài hoa kỳ diệu được người dân coi như bùa hộ mệnh để chống lại thế lực bóng đêm. Loài hoa đó được tạo nên từ những sợi tóc của nữ thần cầu vồng. Mỗi ngày khi nàng chải tóc, sợi tóc rơi ra sẽ bay xuống nhân gian. Nữ thần cầu vồng là một trong những nữ thần được yêu quý nhất. Nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, với mái tóc bảy màu rực rỡ. Và đặc biệt, nàng biết đến bởi sự tốt bụng hay giúp đỡ người dân. Nhờ nàng, mùa màng bội thu, người nông dân ấm no hạnh phúc. Nhắc đến nàng, nhân gian nhắc đến một câu thơ: cầu vồng khoe sắc trên vai, mang theo hy vọng tương lai tốt lành. Chào ơi, tạ ơn trời đất đã ban cho chúng ta một nữ thần tuyệt vời đến như vậy. Sức mạnh của nữ thần cầu vồng là mối đe dọa lớn với quỷ nữ vương. Bộ ta tìm mọi cách để phá hủy nó.
con trai của ta, vì tương lai của hàng vạn quỷ dân, hãy đi lấy mái tóc của nữ thần cầu vồng về đây cho ta. Vâng thưa mẹ, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm thôi. Henry dẫn đầu đội quân quỷ binh tinh nhuệ nhất xông đến điện cầu vồng. Thế nhưng quỷ binh sử dụng sức mạnh bóng tối không thể đến gần vì hào quang cầu vồng bảo vệ nữ thần quá mạnh. Ta đã có cách. Con trai của quỷ nữ vương quyết định giấu sức mạnh bóng tối đi, cố tình làm mình bị thương để nữ thần cầu vồng cưu mang giúp đỡ. Nghe thấy tiếng động lớn, nữ thần cầu vồng vội vàng bước ra. Vết thương của chàng tệ quá, chàng hãy ở lại đây đến khi vết thương lành đi. Nữ thần cầu vồng chăm sóc Henry vô cùng chu đáo. Ở lâu ở điện cầu vồng, con trai quỷ nữ vương rung động trước sự dịu dàng và nhân hậu của nữ thần từ lúc nào không hay. Tình yêu cảm hóa hắn, khiến cho hắn yêu và hỗ trợ luôn cả những việc tốt mà nàng làm. Nhận thấy sự chân thành từ phía Henry, nữ thần cũng đem lòng cảm mến. Chứng kiến cảnh đó, quỷ nữ vương vô cùng tức giận. Bà ta thông qua quỷ binh thúc giục rất nhiều lần, nhưng Henry vẫn chần chừ. Thằng con trai ngu ngốc, chỉ vì một đứa con gái mà dám cãi lời của ta. Mất kiên nhẫn, quỷ vương nhân lúc nữ thần không ở điện thần trực tiếp cải trang, giấu sức mạnh đến thuyết phục Henry. Bướm đêm, hãy chuyển lời đến Henry rằng ta đang đợi nó ở đây. Henry không còn cách nào khác, đành phải gặp mẹ mình. Henry, ta không phải đến là để thúc giục con làm điều sai trái đâu. Ta biết con và nữ thần đã yêu nhau rồi. Ta thật tâm chúc phúc, mong hai con được hạnh phúc. Chỉ tiếc là... Có chuyện gì vậy ạ? Chỉ là tình cờ, ta đã nghe được nữ thần ánh sáng nói rằng mái tóc bảy màu đang rút dần sức mạnh của nữ thần cầu vồng. Chúng càng dài thì tuổi thọ của nàng ta sẽ càng ngắn lại thôi. Thật đáng tiếc thay cho một nữ thần xinh đẹp toàn năng như vậy. Là thật sao? Nhưng nàng vẫn đang rất vui vẻ khỏe mạnh kia mà. Vì nàng luôn hy sinh vì mọi người mà. Và nữ thần cũng không muốn để ai sẽ bận tâm đến bản thân mình. Dù khác biệt về chủng tộc, nhưng ta thật sự là thích cô con dâu này. Tình yêu của con đã thuyết phục được ta. Tuy nhiên, không phải chỉ có một mình ta là đủ. Các con còn phải thuyết phục cả quỷ dân kia nữa. Khi nàng về cung điện bóng tối, mái tóc bảy màu quá rực rỡ sẽ nguy hại đến quỷ dân của con. Còn bí mật phải không Henry? Ngoài tình yêu ra thì con còn rất nhiều thứ phải quan tâm trên đời này nữa. Con là người yêu của nữ thần cầu vồng, nhưng tương lai của con cũng là quỷ dương nữa. Con thật sự không biết phải làm gì mới là đúng nữa. Lẽ nào không có cách nào để cân bằng cả hai sao? Có chứ. Không cần mang mái tóc về như kế hoạch trước kia nữa. Con chỉ cần cắt nó xuống thôi. Ta chưa nói với con, việc cắt đi mái tóc không hề ảnh hưởng gì đến nữ thần hết. Nàng vẫn sẽ sống vô cùng hạnh phúc và khỏe mạnh mà. Henry trước lợi ích của cả tộc và lợi ích riêng, đồng thời quá lo lắng cho nữ thần nên quyết định làm theo lời của mẹ. Nhưng một ngày khi chải tóc cho nữ thần, Henry dùng dao găm bóng tối cắt đứt mái tóc của nàng. Mái tóc của nữ thần cùng những sợi tóc đã rơi xuống ngay lập tức chuyển thành màu đen u ám. Nữ thần ngất xuống vòng tay của Henry. Henry hoảng hốt lấy người gọi tên nhưng nữ thần vẫn không tỉnh lại. Làm cách nào người hắn yêu cũng không tỉnh lại được. Henry chỉ còn cách tìm đến quỳ gối trước điện ánh sáng, cầu xin mẹ đỡ đầu của nữ thần cầu vồng chỉ cách để nàng có thể tỉnh lại, chấp nhận trả bất kỳ giá nào. Ngươi hãy về đi, thần ánh sáng không muốn gặp ngươi. Để tình nữ thần cầu vồng tha thiết yêu ngươi, ngươi không lấy mạng của ngươi đã là tốt cho ngươi lắm rồi. Đi đi. Thưa tiên nữ, xin nàng chuyển lời giúp ta đến thần ánh sáng. Ta biết
Tội lỗi ta gây ra không gì có thể bào chữa được. Nhưng xin người hãy chỉ cho ta cách để giúp nàng tỉnh lại. Ta chấp nhận trả bằng bất kỳ cái giá nào, kể cả cái sinh mạng xấu xa này đi nữa. Nói hay lắm. Vì nếu ta nói ngay bây giờ, đổi lấy mạng của ngươi để nữ thần cầu dòng tỉnh dậy. Xin người hãy làm vậy, ta quyết không khước từ đâu. Xem ra ngươi thật chân thành. Tình yêu của quỷ gia tần, ngươi tưởng con bé ngốc đó không nhận ra hay sao? Hả? Ta có lỗi với nàng. Ngươi hãy xuống trần gian và thu thập những màu sắc rực rỡ nhất, như trên mái tóc trước đây của nữ thần giao hữu. Nếu gặp khó khăn, hãy mở chiếc túi ra. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể. Nơi đầu tiên mà Henry tìm đến khi xuống hạ giới là ruộng lúa mì đổ bông chín vàng. Những người nông dân nơi đây đang rộn ràng gặt lúa. Khi nghe câu chuyện và cách để nữ thần tỉnh lại, họ ngay lập tức dâng lên những cây lúa triểu hạt nhất để góp màu vàng cho chiếc hũ thần. Sau đó cứ thế, Henry nhận được sự trợ giúp của những người dân dưới hạ giới khác. Màu tím từ vòng hoa của các cô thôn nữ tết tặng. Màu lục của cỏ bốn lá hiếm có mà các bác tiều phu tìm kiếm được trong rừng. Màu đỏ tươi trong khu vườn táo sai lúc liễu. Hay màu xanh lam mát lành ở nguồn suối trong sạch của làng. Trời đã ngả chiều, người nông dân sau một ngày làm lụng vất vả quây quần bên bếp lửa ấm áp. Người dân cùng nhau chúc phúc dưới ngọn lửa rực rỡ, mong nữ thần cầu vồng mau tỉnh lại. Ta thật sự không biết phải cảm ơn mọi người thế nào cho đủ. Ta biết để có được vụ mùa tốt như vậy, tất cả đã phải rất vất vả. Vậy vì sao lại có thể dễ dàng hy sinh đến vậy chứ? Tại sao lại tin tưởng ta? Nữ thần cầu vồng đã luôn giúp đỡ người dân ở đây rất nhiều. Trước kia nhờ những sợi tóc này, chúng ta mới có được sự bình an, mùa màng lại bội thu như vậy. Tất cả những hành động bây giờ đâu có sánh gì chứ. Đúng vậy, chút xíu này đã là gì. Kể cả có hy sinh tất cả, chúng ta cũng sẵn lòng. Cảm ơn tất cả mọi người. Vậy là đã gần đủ rồi. Nhưng còn một chạm à, thật sự chúng ta không cách nào tìm được. Henry đặt tay lên ngực trái, ánh mắt trao lại suy tư. Màn đêm buông xuống, quỷ nữ vương cùng quỷ binh kéo đến, tức giận vì Henry dám tìm cách để nữ thần tỉnh lại. Bóng tối dần nuốt chửng lấy ánh lửa bập bùng. Tại sao ta lại sinh ra một đứa con trai vô dụng như ngươi nhỉ? Ngươi định chống lại ta, chống lại tộc của mình sao? Con không chống lại mẹ, con chỉ chống lại những gì sai trái thôi. Quỷ cũng được, thần hay người cũng được, con không muốn làm việc xấu nữa đâu. Một con quỷ mà đòi có trái tim nhân hậu, đây là chuyện nực cười nhất mà ta đã từng nghe thấy. Con trai ngoan ạ. Con sẽ không để mẹ làm hại người vô tội nữa đâu. Để xem một mình ngươi thì làm được những gì. Quỷ binh, phá tất cả cho ta. Henry không muốn tộc quỷ làm hại người dân hạ giới, nhưng chỉ có một mình thì không thể chống lại cả tộc quỷ được. Chàng mở chiếc túi thần ánh sáng ban cho ra, thần hiện lên. Từ trong túi, một đàn đom đóm rực sáng bay ra. Lại còn có diện binh cơ à? Vô ích thôi, trời tối rồi, sức mạnh của mụ ta không thể chống lại được bóng tối. Giờ này chỉ có cầu vồng xuất hiện, mày ra mới có tác dụng thôi. Nhưng như ta thấy, có vẻ các ngươi vẫn chưa hoàn thiện nó đâu nhỉ. Cầu vồng, ta nhất định sẽ mang nàng quay trở lại. Lâm ly bi đát quá. Dù sao tất cả cũng đã sắp kết thúc rồi. Nể tình mẹ con, ta cho phép người nói lời cuối cùng với nó. Thưa thần, ta nguyện hy sinh trái tim tràn ngập bóng tối của mình để trở thành màu chàm trên tóc của nữ thần cầu vồng. Không đợi thần ánh sáng trả lời hay quỷ nữ vương có cơ hội ngăn cản, Henry lập tức hóa thành bông hoa màu chàm cài lên tóc nữ thần. Người điên rồi, chỉ vì một đứa con gái mà hy sinh cả tính mạng sao?
Hả? Quỷ nữ vương không kịp ngăn cản thì một luồng sáng phát ra, mái tóc biến thành bảy màu, mọc dài ra, thậm chí còn ống ả và đừng trở hơn lúc trước. Nữ thần chậm chậm mở mắt ra. Mù mắt ta rồi, mau quay về cung điện bóng tối nhanh. Thưa từng ánh sáng, Henry đâu rồi ạ? Thần ánh sáng không nói gì, ánh mắt đượm buồn, đưa tay nhẹ nhàng lấy bông hoa cài trên tóc nữ thần cầu vồng xuống, đặt vào tay nàng. Nữ thần cầu vồng ngỡ ngàng không tin được, nước mắt lã chả tuôn rơi. Nữ thần đem bông hoa đó về trồng trước nhà, ngày ngày chăm sóc vô cùng cẩn thận. Một sáng khi nữ thần thức giấc đi ra thăm giường thì thấy cả cánh đồng hoa đã bung nở rực rỡ. Từ trong cánh đồng hoa đó, Henry, con trai của quỷ vương, bước ra. Ta đã về rồi đây, ta đã hồi sinh rồi, từ giờ không còn là con trai của quỷ nữa. Đúng vậy, chàng là Henry của ta mà. Từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau cả đời, cùng giúp đỡ người dân có cuộc sống ấm đau hạnh phúc. Nhìn kia, chiếc hộp thần kỳ trên tay cô gái xinh đẹp kia đang tạo ra rất nhiều kho báu chất đầy căn phòng nguy nga lộng lẫy này. Nhưng tại sao căn phòng càng chứa nhiều vàng bạc thì cô gái ấy càng trở nên già nua vậy? Hãy cùng qua phai đi theo tìm hiểu ngay nhé. Ngày xưa ngày xưa, ở một phương quốc nhỏ xa xôi, có hai chị em nghèo tốt bụng được mọi người yêu quý, tên là Ellie và Harper. Tuy cuộc sống nghèo khổ, phải đi mưu sinh nhiều nơi, nhưng hai chị em vẫn luôn cố gắng làm lụng và được mọi người yêu quý, cũng như dành tặng nhiều món quà được đặt cẩn thận trong cuốn sổ nhỏ. Nhưng gần đây, mùa màng thất bát. Dù hai chị em lao động vất vả cho các gia đình giàu có, nhưng thường xuyên bị làm thêm giờ, tiền lương ít, nên dần dần Harper bị kiệt sức, lâm bệnh nặng. Nhưng họ không có đủ chi phí chi trả cho tiền thuốc thang. Ellie rất thương em gái mình nên nàng cố gắng làm tất cả để chữa chạy cho Harper, nhưng không ai chịu cứu giúp họ. Giá như ta có thể giàu có như bao người khác và có đủ số tiền lớn để chữa bệnh cho Harper, thì bắt ta đánh đổi gì ta cũng cam lòng. Bất lực vì không tìm kiếm được sự giúp đỡ, Ellie đành buồn bã trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Tuy nhiên, trên đường về nhà, nàng gặp được một bà lão đang bị thương ở trên đường, nên vội vàng chạy đến giúp đỡ. Sau khi được Ellie cứu giúp, bà lão rất cảm kích và buồn bã khi nghe câu chuyện tội nghiệp của Ellie. Ta đây gần đất xa trời, hưởng nhiều vinh qua phú quý rồi, nên có báu vật này ta muốn tặng cho cháu vì tấm lòng cao cả vừa rồi của cháu. Chiếc hộp này có thể cho người cầm nó bất cứ thứ gì họ mong muốn. Tuy nhiên, mỗi lần ước, người đó phải đánh đổi một thứ gì đó trên cơ thể, như tuổi trẻ, sắc đẹp, dốc dáng, để tương xứng với nguyện cầu. Và trong quá trình thực hiện điều ước, cháu phải giữ chặt chiếc hộp này, không được để ai lấy mất nó. Vì nếu không thì cái giá và lời ước sẽ có hiệu nghiệm lên người khác. Ellie bán tín bán nghi trước lời nói của bà lão, nhưng nàng vẫn quyết định thử một phen. Ta ước mình có đủ số tiền để chữa bệnh cho Harper, em gái của ta. Được, ta sẽ ban cho nàng điều ước này nếu nàng dám đánh đổi một phần của mái tóc dài cho ta. Ellie vừa hoảng hốt khi nghe thấy chiếc hộp đối chuyện, nhưng cũng vừa mừng rỡ đồng ý giao kèo. Ôi,
Chiếc hộp này thật sự đã giúp cháu có được số tiền lớn như này sao? Cháu cảm ơn bà rất nhiều về món quà này. Không có gì, cháu sử dụng nó theo những gì cháu cho là đúng nhé. Sau đó, Ellie mừng rỡ hạnh phúc rời đi, mà không biết bà lão đang nở một nụ cười nham hiểm ở phía sau rồi biến mất. Về phía Ellie, sau khi chữa khỏi bệnh cho em gái nhờ số tiền có được, nàng cũng rất muốn cho em mình cuộc sống giàu sang hơn nữa. Dần dần, nàng sẵn sàng đánh đổi khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng thanh thoát để có được một ngôi nhà rộng lớn cùng người hầu kẻ hạ cho hai chị em. Tuy nhiên, khi Ellie càng sử dụng chiếc hộp, thì tâm tính nàng càng thay đổi một cách tiêu cực và ham muốn giàu sang hơn. Ellie dần dần suy nghĩ rằng, việc tiếp xúc với những người lao động chân tay lắm bùn ở môi trường nghèo nàn chính là nguyên nhân Harper bị ốm, nên nàng nghiêm cấm không cho em gái qua lại với họ. Hơn nữa, vì Ellie có hiềm khích với những người giàu có trước đây, nên khi nàng trở nên giàu có hơn, nàng liền bắt họ làm tay sai của mình. Thậm chí, Ellie dần dần đánh mất đi sự tự do và hạnh phúc của chị em nàng, chỉ ở nhà, ôm khư khư chiếc hộp điều ước vì sợ mất nó. Không những thế, nàng còn cảm thấy chiếc hộp hình như có hình ảnh và âm thanh kỳ quái, thoát ẩn thoát hiện mỗi lúc một nhiều hơn và khiến nàng bị mê hoặc bởi nó. Thời gian trôi đi, Ellie dần tách biệt với thế giới bên ngoài, cũng như càng ngày càng có nhiều lời đàm tiếu, căm ghét gia đình hai chị em hơn. Tại sao em lại phải quan tâm đến những người đố kỵ kia nói gì về chúng ta chứ? Tất cả tài sản bây giờ là do chị tạo ra, không phải đồ trộm cướp, nên em không cần phải cảm thấy ăn năn hối lỗi gì hết. Nhưng mà để đổi lại cho báo như ngày hôm nay, chị đã hy sinh rất nhiều vì em. Em không muốn chị phải tiếp tục chịu đựng đau khổ bởi những lời đàm tiếu bên ngoài, cũng như trở thành một người ích kỷ như vậy được. Không, vì em, chị có thể làm tất cả. Và nếu em lo lắng rằng những người thấp kém kia làm ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của chị em mình, thì chị sẽ tạo ra một vương quốc riêng, khiến cho mọi người phải răm rắp nghe lời, dù cái giá chị phải trả phải là linh hồn của mình đi chăng nữa. Không phải như vậy đâu chị. Tuy nhiên, Harper lấy từ trong người cuốn sổ nhỏ khi xưa và cố gợi nhớ lại cho Harper những kỷ niệm tốt đẹp ngày xưa. Chị thấy đấy, chúng ta từng có khoảng thời gian nghèo khó, nhưng lại có rất nhiều tiếng cười và niềm hạnh phúc như thế này mà. Vì vậy Ellie, em mong chị có thể hiểu được, tiền bạc không quan trọng như sự hạnh phúc chúng ta từng có đâu. Khi Ellie đang phân chân về quyết định của mình, thì nàng bỗng nghe thấy lời dụ dỗ thôi miên của ai đó vang vọng bên tai. Đừng nghe lời của Harper, tất cả những gì nàng đang làm vẫn là muốn tốt cho em gái. Ai đang nói vậy? Chị Ellie, chị có sao không? Đừng đến gần chị lúc này. Hiện tại em gái đang còn nhỏ, chưa hiểu được sự giàu có và quyền lực sẽ trở thành người được tôn kính như thế nào, nên mới ngăn cản nàng thực hiện điều ước này mà thôi. À, phải rồi. Vì vậy, nàng phải chứng minh cho Hà Bờ biết có được những thứ đó thì giá trị thế nào bằng cách tiếp tục ước và hiến dâng linh hồn cho ta. Phải chứng minh cho Harper mọi thứ bằng cách hiến dâng linh hồn này. Nghe những lời ngon ngọt, Ellie thất thần bắt đầu nói điều ước với chiếc hộp rằng mình muốn có vương quốc riêng với cái giá là linh hồn của mình. Tuy nhiên, khi chiếc hộp bắt đầu tỏa sáng để lấy linh hồn của Ellie, thì Harper vội vàng giằng lấy nó và làm gián đoạn giao kèo. Vì vậy, cái giá mà chiếc hộp lấy đi lại chính là linh hồn của Harper. Lúc Ellie hoảng hồn tỉnh lại khỏi sự mê hoặc của giọng nói, thì cũng là lúc nàng phát hiện linh hồn em gái đã nằm trong tay của bà lão mình gặp lần trước, bây giờ đã hóa thân thành phù thủy. Hóa ra, bà lão chính là một mụ phù thủy chuyên đi thu thập tham vọng của người khác. Và mụ ta đã để ý đến ham muốn của Ellie, cũng như xác định Ellie là linh hồn thứ 100, giúp cho mụ có đủ quyền năng thống trị vương quốc. Một khi Ellie càng có nhiều ước muốn tham vọng và nghe theo lời dụ dỗ, thì linh hồn nàng sẽ càng tạo thêm sức mạnh hắc ám cho mụ ta. Nhưng vào phút chót, mọi chuyện lại không như dự tính của mụ khi Harper xen ngang vào quá trình giao kèo và trở thành linh hồn. Nhóc con, ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta. Nhưng ta chắc chắn Ellie sẽ không bỏ mặc linh hồn của em bé nhỏ tội nghiệp mà sống trong giàu sang đâu, phải không Ellie? Phù thủy, ngươi muốn gì để trả lại linh hồn của em gái ta? Đương nhiên là linh hồn của ngươi rồi. Được, nếu vậy thì... Không được Ellie, nếu chị làm vậy thì phù thủy sẽ có được sức mạnh hắc ám và thâu tóm toàn bộ nơi đây.
Eli luôn yêu quý và sẵn sàng hy sinh vì ngươi, nên có chút chuyện ứa lại và đánh đổi linh hồn thì có khó khăn gì chứ. Hơn nữa, ngươi phải tự hào về chị mình, chứ không phải tỏ ra ngang bướng như thế này. Không, kể cả bây giờ chị ta có đánh đổi mạng sống của mình và mọi người chỉ để cứu ta, thì ta cũng sẽ rất đau khổ. Ta tin rằng chị ta cũng sẽ buồn khi nhìn thấy cảnh này. Chuyện này thì không đến lượt người quyết đâu. Eli, nhanh lựa chọn trước khi linh hồn của em gái ngươi mãi mãi thuộc về ta. Không, đừng làm hại em gái ta. Vậy thì mau ước nhanh lên. Eli phân vân, vội vàng nhặt chiếc hộp lên và suy ngẫm về những lời nói của mụ phù thủy và Haber vừa rồi. Nhưng mà nếu bây giờ mình lựa chọn thay thế vị trí của Haber, thì em ấy cùng người dân sẽ phải sống trong đau khổ sau này dưới sự thống trị của mụ phù thủy. Nhưng ngược lại, nếu để mụ phù thủy bắt em gái mình đi thì không xứng đáng làm gì. Ta phải làm sao bây giờ? Nếu đã như vậy thì đành liều với điều ước cuối cùng này. Cuối cùng, Eli cầm chiếc hộp trên tay và bắt đầu ước nguyện ước của mình. Sau khi nàng ước xong, linh hồn nàng bay về phía mụ phù thủy, khiến mụ ta vui mừng mà không đối hoài gì nữa đến linh hồn Harper. Trong lúc mụ phù thủy đang vui vẻ tiến tới chiếc hộp và chuẩn bị bá chủ thế giới, thì bỗng nhiên một luồng phép thuật màu vàng lan từ chiếc hộp đến cơ thể mụ và khiến mụ bị quá vàng. Hả? Hả? Chuyện gì vậy? Không! Quá ra, Eli đã âm thầm nối điều kiện trao đổi với chiếc hộp rằng nàng sẽ chấp nhận trở thành linh hồn nếu người tiếp theo cầm chiếc hộp này sẽ hóa thành vàng nhằm tiêu diệt phù thủy và cứu mọi người. Vì vậy, khi bộ phù thủy có trong tay chiếc hộp, vô hình chung bộ đã kích hoạt điều kiện mà Eli trao đổi. Cuối cùng, Eli và những linh hồn của người khác cũng được giải thoát khỏi lời nguyền của phù thủy. Sau khi bộ bị tiêu diệt và Eli cũng được đoàn tụ với Harper. Có điều, điều này cũng tương đương với việc toàn bộ gia tài của Eli dần dần hoàn toàn biến mất. Chị xin lỗi vì những chuyện vừa qua. Chị đã hiểu tiền bạc cũng không là gì nếu thiếu đi em hay những ký ức hạnh phúc ngày xưa. Vì vậy, chị sẽ cố sửa lỗi lầm của mình và trở thành người chị tốt như trước đây. Chị đã có sự lựa chọn đúng đắn sau tất cả. Và em tin, với sự nỗ lực của chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp và gắn kết lại những mối quan hệ tốt đẹp trước đây. Sau đó, Eli cùng Harper tiếp tục cuộc sống của mình, cố gắng làm lụng và chung sống hạnh phúc bên những người thân yêu. Bordeaux là quán rượu nhộn nhịp nhất xứ sở Treasure. Nơi đây tập hợp đủ mọi tầng lớp, từ kỵ sĩ danh giá, quý tộc hoàng gia, dân thường, bợm nhậu, thậm chí là cả những tên trộm khét tiếng nhất trong lịch sử vương quốc này. Lại một ví dụ hoàn hảo. Không có gì mà bọn ta không trộm được trên đời này. Bốc phét. Vậy ngươi trộm thử viên kim cương đỏ trên cổ công chúa Pandora xem. Tên thủ lĩnh xa sắm nét mặt. Hắn biết ở vương quốc Treasure, Pandora là cái tên gây hoang mang hàng đầu. Nàng là con gái độc nhất của quốc vương. Vì thế nên mọi vật báo quý giá nhất trên đời này, miễn là Pandora thích, nàng đều dễ dàng có được. Một công chúa được nuôi chiều cao cao tại thượng như thế, vậy mà đột nhiên biến mất năm 17 tuổi. Đã 3 năm nay, mọi nỗ lực tìm kiếm đều như muối bỏ đại dương. Nhà vua sẵn sàng trả bất kỳ giá nào chỉ để tìm được cô con gái. Khi ngươi đủ khả năng tìm thấy nàng ta rồi, thì không chỉ viên kim cương đỏ bé tí tèo đó đâu. Muốn cả vương quốc này, có khi quốc vương cũng trao cho ngươi luôn ấy chứ. Mà nghe nói chỉ còn duy nhất lâu đài ma ám là chưa có ai dám đến đó tìm hết. Thế nào thủ lĩnh tài ba, bạn của ngươi giỏi giang nhất tri xua cơ mà. Hả? Đừng đại ca, tòa lâu đài đó kinh dị lắm. Bất kể ai bước chân vào đó đều mất tích một cách oái oăm. Hay là mình kể cho hắn đắc thắng lần này đi. Sợ rồi. Chà, cũng chỉ là thổ đế mà thôi. Xem ra không ai dám nhận nhiệm vụ này rồi. Tiếc nhỉ. Ta nghe nói trong tòa lâu đài đó, ngoài vàng bạc châu báu chất ngập khắp cả các phòng ra, còn một ma nữ có thể giải đáp mọi thắc mắc trên đời nếu hạ gục được nàng ta nữa. Nếu ta nói ta dám thì sao đi? Nhưng mà ta không biết đường. Chỉ cần đến cửa lâu đài cùng ta, đợi ở đó toàn bộ tài sản sẽ thuộc về người dẫn đường. Thế nào, kèo này ai nhận đi? Hả? Đúng là ngựa non háo đá mà.
thành giao. Đêm nay gặp trước cửa quán rượu này, không gặp không về. Đêm đó theo đúng hẹn, Baron cùng thủ lĩnh trộm lên đường. Mọi hành động của họ dường như đều đã nằm trong dự định. Chàng trai bị gọi là liều lĩnh là Baron, hiệp sĩ săn tiền thưởng xuyên quốc gia. Chàng ta bôn ba khắp các vùng đất để tìm kiếm nhiệm vụ. Từ trước đến giờ, không có thử thách nào Baron không hoàn thành. Đôi khi đối với Baron, độ khó của nhiệm vụ còn hấp dẫn, quan trọng hơn tiền bạc. Và nhiệm vụ tìm kiếm công chúa Pandora lần này là một thử thách vô cùng hấp dẫn, không thể bỏ qua. Trước cả khi ai đó kịp cất lời, thì cánh cửa đột ngột mở ra, rít lên một tiếng kêu đáng sợ. Hả? Xin chào. Điếc tai quá nha. Hét cái gì mà hét. Ta là người. Cô là... Ta cũng đến đây để thám hiểm. Gọi ta là... gì cũng được. Để ta dẫn đường cho các ngươi nha. Được sự chỉ dẫn của cô gái lạ, các đoàn người cùng nhau khám phá lâu đài. Đại ca, ở đâu xuất hiện cô nhỏ kỳ dị nhỉ? Thế mà người ta bảo ở đây chỉ có một ma nữ xấu xí, kinh dị, bay lơ lửng trên không trung chứ. Như thế này hả? Cô gái dẫn đường hiện nguyên hình thành ma nữ bay lên, khiến lũ trộm sợ hãi, ngất xỉu. Trừ Baron, người đã đi qua rất nhiều nơi, gặp nhiều sự kiện kỳ bí là còn trụ được. Trước khi đến thám hiểm tại lâu đài, Baron đã chuẩn bị rất nhiều bùa ngải được sưu tầm từ các quốc gia, vùng đất khác nhau. Anh ta bình tĩnh lấy ra, nhưng tất cả đều không xi nhê gì với ma nữ. Ngươi còn thứ gì độc đáo hơn không? Hay là để ta nhặt giúp ngươi luôn nhé? Nào ngờ, chiếc hũ được yếm bùa hút linh hồn ma nữ vào trong không thoát ra được. Thế nào? Sẵn sàng trả lời câu hỏi của ta chưa, ma nữ thông thái? Baron chưa thể đạt được mục đích của mình, lũ trộm bất ngờ xuất hiện. Chúng đánh ngất Baron, hồng vừa có trong tay mọi tài sản quý giá, vừa cướp đi cơ hội đặt câu hỏi. Cuối cùng mọi thứ cũng đã thuộc về ta rồi. Chắc chưa, ngươi vẫn chưa học được tính khiêm tốn nhỉ? Là ngươi, không đúng, ngươi không phải là ngươi. Thông minh đấy. Các ngươi nghĩ ta cố tình tung tin để lừa các ngươi đến đây vì mục đích gì chứ? Dĩ nhiên là bởi vì ta mới chính là chủ nhân của lâu đài này rồi. Lại thêm một mẻ linh hồn của lũ tham vọng mới, hương vị mới thơm ngon làm sao. Phù thủy quả đen tạo ra địa chấn, khiến dao dĩa trong phòng đồng loạt bay lên, phóng về phía lũ trộm. Muốn chạy trốn thì tất cả cánh cửa đều đóng sập vào. Không còn cách nào khác, băng đảng trộm đành phải tìm cách chống lại phù thủy. Chúng ném tất cả các vật dụng xung quanh về phía hắn ta, nhưng đồ vật chỉ bay xuyên qua, không tạo ra sát thương nào. Cơ thể phù thủy như thể chỉ là ảo ảnh. Hắn ta vua tay, tất cả lũ trộm ngất liệm đi. Ở một diễn biến khác, sau cú địa chấn vang dội, Baron tỉnh lại. Thấy chiếc hũ chứa ma nữ vô tình bị lũ trộm ném đi, Baron lén lút lấy lại, giải thoát cho ma nữ. Ma nữ giải thích việc cô bị phù thủy phù phép, mất hết toàn bộ ký ức, bị giam giữ luẩn quẩn trong lâu đài của phù thủy quả đen. Anh đã giải thoát cho ta, nên ta muốn giúp lại. Tuy nhiên chỉ đến đây thôi, còn lại phụ thuộc vào bản lĩnh của anh. Căn phòng này đến ta cũng không thể nào vào được. Rất có thể bên trong chứa điểm yếu của phù thủy đó. Theo chỉ dẫn của ma nữ, Baron vào được căn phòng bí mật. Trong đó chỉ có duy nhất một cuốn sách cổ biết nói. Loài người thấp kém, sao ngươi lại dám bước chân vào đây? Nhớ lời ma nữ nói về điểm yếu của phù thủy, Baron nhanh nhẹn tiến đến gần cuốn sách. Thưa phù thủy, có kẻ đột nhập. Phù thủy xuất hiện, cũng cùng lúc Baron vung dao lên, ghim thật sâu vào cuốn sách lắm lời. Cuốn sách thét lên, chảy ra mực đỏ rồi cháy rụi. Oh, oh, oh.
Đau quá, đau quá, mặt của ta, mặt của ta. Sau khi phù thủy tan biến, Baron và ma nữ quay lại xem tình trạng của lũ trộm. Nhưng những kẻ bị hắn ta hút hồn rồi thì không trở về được. Thôi thì cũng là do chúng tự chuốc lấy. Lý do ta giúp anh cũng vì anh khác với chúng, khác với những kẻ chỉ ngóng chờ tài sản trong tòa lâu đài này. Ta cũng không tốt đẹp đến thế đâu, nhưng quả thật ta đến đây chỉ với mục đích là tìm được tung tích của công chúa Pandora, thực hiện nhiệm vụ. Ta hiểu rồi. Do lời nguyền, ta có thể đưa ra câu trả lời cho mọi vấn đề của người khác, nhưng lại không khám phá được lai lịch của chính mình. Giá mà cũng có ai đó sẵn sàng đi tìm lại nguồn gốc cho ta. Để cảm ơn Baron giải thoát mình, ma nữ đồng ý cho anh hỏi một câu hỏi. Baron ngần ngừ. Vốn là một kỵ sĩ muốn chinh phục những nhiệm vụ khó, nhưng ta vẫn có rất nhiều cách để thực hiện được nhiệm vụ lần này. Ma nữ, ta quyết định dừng lại cơ hội tìm ký ức cho cô. Thật? Thật sao? Đúng vậy. Câu hỏi của ta chính là trước kia cô là ai, ở đâu, có quá khứ như thế nào. Ánh sáng bừng lên, ký ức của ma nữ ùa về, cơ thể dần dần hiện rõ, biến thành diện mạo vô cùng xinh đẹp. Ta nhớ ra rồi, ta chính là Pandora. Có lại ký ức, lời nguyện của phù thủy biến mất, ta lại có thể quay trở lại làm người bình thường rồi. Đúng lúc này, lâu đài đột nhiên rung chuyển dữ dội. Baron mạnh mẽ vội vàng bế công chúa rời đi. Tòa lâu đài ma quái sập xuống phía sau lưng họ, chấm dứt những câu chuyện tâm linh đáng sợ từ trước tới giờ. Trở lại cung điện cùng công chúa, Pandora trở thành người hùng, được đón tiếp vô cùng long trọng. Ngươi là hiệp sĩ đã cứu được Pandora con ta, thật không biết phải cảm ơn như thế nào cho đủ. Nói đi nào hiệp sĩ, tước vị, tài sản, đất đai, ngươi muốn gì nào? Thưa đức vua, ta chỉ là một kẻ thích phiêu lưu, tìm ra công chúa, hoàn thành được nhiệm vụ chính là điều tuyệt vời nhất với ta rồi. Mặc dù còn nhiều điều tiếc nuối, nhưng cuối cùng đức vua và công chúa vẫn phải chấp nhận để Baron rời đi. Sao thế anh bạn? Ngươi cũng không nỡ rời xa nàng ấy hả? Ta cũng vậy, nhưng ngươi biết đấy, chúng ta quá khác biệt. Nàng là công chúa, ta chỉ là dân thường mà thôi. Vừa dứt lời, một bóng người cưỡi ngựa vút qua trước mặt chàng hiệp sĩ. Khác biệt gì cơ? Một người là hiệp sĩ, người kia là ma nữ bị nhốt trong lâu đài. Công chúa, sao nàng lại ở đây? Thì ra vì quá yêu thương con gái, đức vua chấp thuận với thỉnh cầu cho phép công chúa được cùng ân nhân bôn ba trải nghiệm các vùng đất mới lạ. Chẳng còn cách nào để từ chối, chàng hiệp sĩ bất đắc dĩ mang theo công chúa Pandora cùng rong ruổi trên con đường chinh phục các nhiệm vụ phiêu lưu. Chàng mang theo ta là quá hời rồi, mấy cái vũ khí trừ ma của chàng lởm chết đi được. Sao nhé, biết đâu gặp phải ma nữ nào, ta lại biến ra thành phiên bản kinh dị hơn, thế là nó sẽ phải chịu thua ta. Hoàng hậu Nasia là một người vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng, trong khi công chúa Niada, con gái bà thì lại nghịch ngợm và tràn đầy sức sống. Sẽ thế nào nếu họ đổi chỗ cho nhau, mẹ thành con gái và con gái thì thành mẹ? Hãy subscribe Wi-Fi Retail để tìm hiểu nguyên nhân vụ bê bối này nhé. Không thể nào. Một tuần trước, Diana là công chúa được coi là hạnh phúc nhất trên đời, vì cô có trong tay tất cả mọi thứ mà người bình thường mong muốn. Chỉ cần một cái nháy mắt thích thú thôi, thì dù thứ đó có hiếm và quý giá thế nào, nó cũng thuộc về Diana. Diana không hề vui vẻ vì cô cảm thấy như thể mình bị nhốt trong một cái bóng ngột ngạt, không thể thoát ra ngoài. Tất cả những câu chuyện cuộc đời Diana đều chỉ được biết đến trong sách vở và chuyện kể. Cô không được tự ý làm bất cứ việc gì, chỉ cần dùng sức một chút cũng sẽ có kẻ hù người hạ làm giúp. Thậm chí Diana còn ít được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vì mẹ sợ cô sẽ đổ bệnh. Mọi chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của Diana đều bị ghi lại và báo lên mẹ cô. Trong khi đó, Diana vô cùng thích khám phá thế giới, đi đến những vùng đất mà cô mong muốn. Dĩ nhiên, mẹ cô sẽ không đời nào đồng ý cả. Diana là búp bê, và búp bê thì chỉ được sống trong lâu đài mà thôi.
tại sao chứ. Ta chỉ muốn được sống như một người bình thường thôi mà. Ngày nọ, một chú chim bay lạc vào trong phòng của Diana. Lợi dụng việc người hầu sơ ý, Diana tự ý giữ lại chăm sóc chú chim này. Khi chú chim cất cao cánh bay được, Diana tinh nghịch thử giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng cách buộc vào chân chú một lá thư. Vậy mà thực sự lời hồi đáp được chú chim mang trở lại. Từ đó, cuộc sống của Diana thú vị hơn khi có một người bạn qua thư này. Người bạn qua thư kể cho Diana nghe tất cả những điều thú vị về những nơi mà anh ta đã đi qua. Điều này thôi thúc Diana đưa ra quyết định bỏ trốn khỏi hoàng cung để đến với khu rừng thần tiên mà mình luôn muốn đến. Thế nhưng cuối cùng, niềm vui sướng khi chỉ còn cách một bờ tường nữa là được tự do của Diana bị dập tắt. Cô bị hoàng hậu cùng quân lính bắt được. Loạn rồi, loạn thật rồi. Ai cho con cái gan làm chuyện tài đình như vậy? Mẹ, tại sao mẹ lại đọc thư của con? Tại sao lúc nào mẹ cũng cố gắng để quản lý con như một con búp bê không hồn vậy? Đừng có không biết điều. Con xem, con đang có cuộc sống mà tất cả mọi người đều muốn có đấy. Vậy thì mẹ sống như vậy xem, mẹ có thực sự chịu được không? Mẹ à, con muốn được làm một người bình thường. Giữa lúc bầu không khí vô cùng căng thẳng, ánh sáng chói lòa phát ra, hoàng hậu và công chúa đồng loạt ngước xuống. Tỉnh dậy, linh hồn của hai mẹ con đã bị tráo đổi. Diana sống trong cơ thể của mẹ, còn mẹ thì thức giấc trong cơ thể của cô. Họ hành xử kỳ lạ, nhưng dù có giải thích thế nào thì chuyện này cũng quá là hoang đường. Đức vua và mọi người không ai tin tưởng cả. Ta đoán là hai mẹ con căng thẳng quá nên như vậy thôi. Ai về phòng người đấy nghỉ ngơi đi. Diana ý thức được tình huống hiện tại nhanh hơn. Với cá tính ranh ba, cô biết ngay đây là cơ hội để cuộc sống của mình thay đổi. Thả ta ra. Thôi nào, đừng đùa nữa Diana. Ta rất bận, còn nhiều việc phải xử lý lắm đó. Diana sai người hầu mang cho mẹ tất cả những gì tốt nhất, đồng thời cũng kiểm soát khắt khe nhất, hệt như lúc trước mình đã trải qua. Trải qua ngày đầu tiên sống dưới thân phận con gái mình, hoàng hậu đã gần như bùng nổ. Thả ta ra. Ngươi tin khi ta quay trở lại cơ thể, ta sẽ trừng phạt ngươi hay không? Biết là không nên xâm phạm quyền riêng tư của con, nhưng do cuộc sống quá nhàm chán, hoàng hậu lén đọc những lá thư mà Diana gửi cho bạn. Alex à, ta biết mẹ ta rất yêu thương ta nên mới quản lý ta chặt như vậy. Thế nhưng tất cả những gì ta mong đó là có thể được sống như một người bình thường. Dù như vậy sẽ khiến ta có thể bị thương, bị đói, bị khổ sở đi chăng nữa, ta phải đi thôi, sức khỏe của mẹ lại yếu đi rồi. Hãy cùng ta đến khu rừng thần tiên nhé. Ta đọc được tin ở đó có loại hoa chữa lành căn bệnh đau đầu nặng của mẹ. Ta sai rồi, là ta đã hiểu nhầm nó. Rất may cuối cùng người bạn qua thư của công chúa xuất hiện. Chính người mà trước đây hoàng hậu cấm công chúa chơi cùng vì cho là trộm cướp. Không tốt lành thì nay lại là người giúp bà trốn khỏi lâu đài. Hoàng hậu nhận ra không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, suýt chút nữa đã khiến con gái mất đi người bạn tốt. Trong khi đó, Diana khi trở thành hoàng hậu quyết định dành cho mình một ngày tự do thoải mái hết mình. Giờ thì ta có thể tự do ra ngoài chơi thỏa thích rồi. Không được đâu, thưa hoàng hậu, ngài còn phải giải quyết xong công việc đã. Nào, nhoáng một cái là xong chứ gì. Giờ sống dưới thân phận hoàng hậu, sở hữu con dấu trong tay, mà Diana có thể xóa bỏ sắc lệnh phá hủy khu rừng thần tiên. Diana cứ cắm cúi mà phê duyệt và giải quyết công việc cho đến khi bị cơn đau đầu kinh niên của hoàng hậu hành hạ. Thì ra, mẹ của cô vì đất nước, vì gia đình mà cũng chẳng có được thời gian nào cho bản thân. Thưa hoàng hậu, hôm nay người có ghé qua thăm công chúa hay không? Người chưa từng bỏ qua việc này bao giờ. Diana quyết định mình phải lập tức thực hiện tiếp kế hoạch, đến khu rừng thần tiên tìm hoa quý để chữa lành bệnh cho mẹ. Lần đầu tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, bất kể thứ gì cũng làm Diana bất ngờ và thấy thích thú. Tuy nhiên, sự hào hứng đó cũng đem về rắc rối mà cô không ngờ được. Một lũ trộm thấy được Diana là kẻ có tiền, liền tiến đến bắt quen và lừa để bắt cóc cô.
Dĩ nhiên, Diana nhanh chóng rơi vào bẫy của những kẻ săn người này. Diana được người bạn qua thư và hoàng hậu vô tình đi qua thấy được và dẫn Diana hiểu cho mẹ về những cảnh báo trước đây không phải là thừa. Mẹ xin lỗi, mẹ cứ nghĩ cho con một môi trường với tất cả những gì tốt nhất là được rồi. Mẹ sợ con sẽ bị thương, mẹ sợ con chấp ngã. Là tại con mới đúng, con đã không hiểu được tấm lòng của mẹ mà luôn chỉ muốn làm theo ý mình. Đôi khi thất bại cũng là một trải nghiệm cần thiết. Giờ thế hai mẹ con đã thấu hiểu nhau rồi. Đúng vậy. Đúng lúc này, phép màu lại một lần nữa xảy ra giống hệt như khoảnh khắc khi hai mẹ con trao đổi cơ thể. Khi tỉnh lại, Diana thấy mình và mẹ đang ở trên con thuyền trôi trong khu rừng thần tiên mà cô luôn muốn đến. Mẹ, chúng ta trở lại bình thường rồi. Hả? Tại sao? Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Có thứ này ta muốn cho công chúa xem trước đã. Tiếng nói vừa dứt, một đoạn ký ức xưa cũ được chiếu lên. Năm đó hoàng hậu hạ sinh công chúa Diana ngay khi cùng đức vua di hành qua quá trình này. Rất may cả gia đình hoàng gia đã thoát khỏi bẫy hung dữ. Tuy nhiên vì sinh non nên hơi thở của Diana vô cùng mong manh yếu ớt. Nàng tiên cá quyền năng, xin nàng làm ơn hãy để cho con ta được sống tiếp. Ta chấp nhận đánh đổi bằng tuổi thọ của mình bao năm cũng được. Cảm thông trước tình mẫu tử thiêng liêng, nàng tiên cá giúp cho Diana được sống thêm 18 năm trên cuộc đời. Đổi lại tuổi thọ của hoàng hậu cũng ít đi gần đó. Thời gian thấm thoát trôi đi. Gần đến sinh nhật 18 tuổi của Diana, hoàng hậu vô cùng sợ hãi. Chính vì quá yêu thương con nên suýt nữa đã làm ra một việc hồ đồ, đó là phá hủy khu rừng. Ta thật hồ đồ và ích kỷ. Lúc đó ta chỉ nghĩ đến là mọi cách để Diana được sống. Ta xin lỗi. Thời hạn đến rồi, hôm nay ta sẽ đưa Diana đi. Xin nàng cho nó thêm thời gian, đổi bằng bao nhiêu năm tuổi thọ của ta cũng được. À không, cả tính mạng của ta. Xin nàng, chỉ cần Diana được sống thêm một năm thôi. Một năm cũng không sao hết, nó còn trẻ quá mà. Công chúa, người hiểu được tấm lòng của mẹ người rồi đó. Mẹ, mẹ đừng làm như vậy. 18 năm, 18 năm có mẹ trên đời là con hạnh phúc lắm rồi. Ta không thể khiến Diana sống như người bình thường được. Nhưng vì công chúa đã làm việc tốt, cứu được cả khu rừng này, nên ta sẽ để Diana trở thành tinh linh tại đây. Dưới danh phận này, Diana có thể có được cuộc sống tự do, khám phá thế giới tự nhiên kỳ vĩ. Đặc biệt, mỗi năm, nàng tiên cá quyền phép sẽ để hai mẹ con Diana có cơ hội gặp nhau. Mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con thấy cuộc sống tươi đẹp thế nào. Cuộc đời của con có được là nhờ mẹ, nên nhất định con sẽ phải trân trọng và sống thật hạnh phúc. Ngày xưa, ngày xưa. Không, không, đó là cái gì vậy? Trời ơi, nó bắt mình mất. Ổn rồi, nó không thấy mình. Này quái quỷ gì thế này? Đi đâu vậy? Đồ dị hợm. Hãy subscribe kênh Quá Phải Đi Theo. Để tôi yên. Sanh đi. Mẹ, là mẹ. Mẹ còn ở đây thật sao? Không, mẹ mi không còn. Hãy nhìn đi. Hả? Không, không thể nào. Đây là Sandy, một cô bé bị những cơn ác mộng ám ảnh hàng đêm. Sandy, sao con vẫn chưa dậy? Có biết là... Hả? Con biết rồi, biết rồi. Hmm.
Những ác mộng ám ảnh Sandy xuất phát từ chính đời thực. Mẹ Sandy đã mất từ lâu, còn cô bé của chúng ta lại chẳng thể hòa thuận với cha mình. Sandy tại trường học cũng chẳng khá khẩm hơn. Cô bé thường bị bạn bè trêu chọc. Dần dần Sandy trở nên cô lập, mặc cảm, hoài nghi chính bản thân. Hả? Mắt mũi để đâu thế? Đồ dị hợm. Cuộc sống của Sandy dần trở nên rất nặng nề vì cả đời thực lẫn những cơn ác mộng. Và có lẽ nó sẽ mãi tiếp diễn nếu không có ngày định mệnh ấy. Người của hoàng gia tới trường Sandy để thông báo về cuộc thi múa cung đình. Vốn có năng khiếu nhảy múa thiên bẩm, đây là cơ hội để Sandy tự kéo mình ra khỏi vũng lầy mặc cảm. Đáng tiếc thay, bản thân Sandy chẳng dám nắm lấy cơ hội bày ra trước mắt. Ái cha cha, xem đồ dĩ hợm tính làm gì này mọi người. Cô bé lại để cho sự xấu hổ, sự hoài nghi chiếm lĩnh chính mình. Đêm ấy, như thường lệ, Sandy chắc hẳn sẽ lại gặp ác mộng, nhưng không. Dậy đi cô bé, dậy. Sandy đã mơ một giấc mơ lạ lùng chưa từng có. Tôi đang ở đâu? Còn cậu là ai? Là gì? Đây là thế giới giấc mơ. Còn ta là bác Khư, kẻ ăn giấc mơ. Ta đã ăn hết ác mộng của cô bé rồi. Đời thực ảnh hưởng tới giấc mơ. Con người tự tạo ra giấc mơ của chính họ. Đó là lý do cô thường gặp ác mộng. Vì thế, ta muốn tặng cô một món quà. Món bảo vật Sandy đang cầm là túi cát giấc mơ. Nó ban cho người ta khả năng chỉnh sửa giấc mơ theo ý muốn, mà rào cản duy nhất chỉ là trí tưởng tượng. Giờ Sandy có thể tạo ra những thứ tươi đẹp trong mơ, trái ngược hẳn với cuộc sống ban ngày đầy nỗi buồn. Chỉ cần văng một nắm cát, nghĩ đến điều cô muốn là tất cả phiền muộn biến tan. Vốn khao khát được đứng trên sân khấu, nhưng lại quá dứt nhát. Để làm vậy ở thế giới hiện thực, Sandy biến hóa thế giới giấc mơ đúng theo ý muốn của mình. Cô trở thành nàng công chúa xinh đẹp của vương quốc Thiên Ga và phải biểu diễn trong cuộc thi múa trước toàn vương quốc. Ở phía dưới, hàng ngàn ghế khán giả, Sandy thấy những khuôn mặt quen thuộc khác với đời thực. Họ tung hô Sandy nhiệt tình, đem tới cho Sandy sự tự tin mà cô bé chưa từng có lúc ban ngày. Như được tiếp thêm sức mạnh bằng tất cả khả năng của mình, cô bé biểu diễn những vũ khúc uyển chuyển vốn bị giấu đi bởi sự tự ti mặc cảm. Lâu lắm rồi, Sandy mới cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Cô bé dễ dàng chinh phục mọi người nhờ tài năng thiên bẩm của mình. Vậy đi Sandy, trời sáng rồi. Tuy vậy, đây chỉ là giấc mơ và Sandy không thể đắm chìm trong đó mãi. Chính là túi cát, con ba khô có thật. Sandy không thể không hào hứng với giấc mơ tối nay, nhưng sự hào hứng nhanh chóng bị lấn át bởi sự mệt mỏi từ lúc cô bé tỉnh dậy. Và Sandy càng cảm thấy tồi tệ hơn khi... Cậu định biểu diễn gì thế? Vũ điệu mọt sách phải không? Mặc cảm vì bị bạn bè trêu chọc, Sandy càng thêm khát cảm giác hạnh phúc trong ảo mộng. Đêm đó, cô bé tiếp tục sử dụng món quà mà Paku ban tặng. Yên tâm, mệt mỏi là tác dụng phụ, sẽ hết ngay. Nhưng rồi cũng vậy thôi à, có mơ thế nào, bạn bè tôi ở ngoài đời vẫn như cũ. Nhưng Sandy không hề biết rằng Paku có thể kéo cả những người khác vào giấc mơ của cô. Sandy tự biến mình thành công chúa chiến binh của vương quốc người cá. Bạn bè Sandy trở thành những tướng lĩnh dưới quyền, nghe lệnh cô săm sắp, chẳng dám giễu cợt như ngoài đời thực. Khi vương quốc người cá bị xâm phạm, Sandy dũng cảm lãnh đạo họ tấn công lũ cướp biển độc ác. Thay vì sự nhút nhát ngoài đời thực, thì trong giấc mơ, Sandy tả xuyên vũ đột đánh bại lũ cướp biển, cứu những người cá khác trong sự thán phục của bạn bè, được tung hô hết lời với chiến công oanh liệt của mình.
Cindy có thể thoải mái nói chuyện với bạn bè mà không bị trêu chọc. Nhưng tất nhiên, ảo mộng nào cũng sớm phải kết thúc. Cindy còn mệt mỏi hơn ngày hôm trước. Cô dường như cảm thấy có cả sự cô đơn chán nản. Còn có gì đó rất kỳ lạ. Bạn bè Cindy không còn trêu chọc, nhưng dường như do giấc mơ, họ sợ hãi và không dám tiếp xúc với cô. Cindy tha thẩn suy nghĩ rất lâu mới về nhà. Cô định bụng sẽ không sử dụng túi cát nữa, nhưng... Sao giờ này con mới về? Con hơi mệt, xin lỗi cha. Không trả trêu. Con có biết là... Tại sao cha cứ phải như vậy? Sao không thể mặc kệ con? Mẹ có bao giờ như vậy đâu chứ. Cha không hiểu gì hết. Đêm đó, lại một lần nữa, Cindy dùng túi cát để quên đi thực tại đau buồn. Cô trở thành nàng công chúa xinh đẹp tại vương quốc cầu vồng. Cindy có cuộc sống sung túc, xung quanh toàn kẻ hầu người hạ. Cô muốn gì được lấy và chẳng thiếu gì trong giấc mơ này. Nhưng quan trọng nhất, trong giấc mơ này, Cindy có một gia đình đầm ấm. Cô đã nhờ bà cụ kéo cha vào giấc mơ và còn dùng túi cát tạo ra cả người mẹ đã mất. Lâu lắm rồi mình mới ăn ngon thế này. Vui lắm phải không? Cô bé. Dường như Bác Khu dần trở nên to lớn và kỳ quái hơn. Nhưng sự hạnh phúc trong ảo mộng khiến Cindy chẳng thèm để tâm. Cindy à, cha, cái gì thế này? Tình phụ tử, tình thương dành cho con gái kéo cha Cindy ra khỏi sự kiểm soát của Bác Khu. Đã từ rất lâu rồi, ta từng được nghe kể con quái vật đó, nó sẽ ăn hết giấc mơ, rồi đến cả hy vọng, cả hạnh phúc. Nó cho con sự hạnh phúc, điều mà cha chẳng thể. Cha kiểm soát cả giấc mơ của con. Con ước con chẳng muốn thấy cha nữa. Túi cát và cả con quái vật đã nghe thấy mong ước của Cindy. Ngày hôm sau, Cindy tỉnh dậy không chỉ với sự mệt mỏi mà có cả tuyệt vọng, đau khổ. Cô bé tới trường mà không hề nhận ra sự vắng mặt của người cha. Cha đi đâu mà tối ôm vậy? Thì ra ông vẫn nằm ngủ từ đêm qua. Và dù Cindy có lay gọi thế nào, ông vẫn mê mệt như thể đã thiếp đi vĩnh hằng. Cindy sực nhớ ra thái độ kỳ lạ của Bác Khu và câu nói của cô trong giấc mơ hôm trước. Có lẽ đây chính là nguyên do. Dù mệt mỏi lắm rồi, nhưng để cứu cha, Cindy quyết định sử dụng túi cát để đi vào giấc mơ một lần nữa. Một lần cuối cùng, cô bé nhanh chóng tìm thấy cha và cả một người rất quen thuộc. Sao anh nghiêm khắc tới vậy? Cindy cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi phải như vậy. Tôi muốn nó cứng cỏi. Tôi thương con bé. Tôi không thể để mất nó như em. Cha, con đây rồi, Cindy. Cindy chẳng thể ngờ rằng mẹ cô chính là con quái vật Bác Khu. Nó dụ Cindy dùng túi cát tạo ra những giấc mơ đẹp để nó ăn hết hy vọng, hạnh phúc mà Cindy gửi gắm vào các giấc mơ giả tạo ấy. Ngươi chìm đắm trong hạnh phúc giả tạo, không hề để ý sự biến đổi của ta. Ngươi phải trả giá. Giờ đây, khi đã đủ sức mạnh, Bác Khu sẽ ăn luôn cả linh hồn của cha con Cindy. Cindy bất giác dùng túi cát để chống lại Bác Khu, nhưng tất nhiên chẳng có gì xảy ra. Không có túi cát, Cindy chẳng là ai cả. Thả cha ta ra. Cô bé tuyệt vọng nhìn người cha đang ngày càng yếu dần. Cindy, cha xin lỗi. Sự bất lực, sự tuyệt vọng và cả tình yêu xâm lấn lấy Cindy. Giờ đây, Cindy chẳng có mong ước nào ngoài việc cứu cha. Thả ông ấy ra. Một luồng sức mạnh chẳng hiểu từ đâu giúp Cindy cứu được cha trong tích tắc. Đại thật, ảnh hưởng tới giấc mơ. Con người tự tạo ra giấc mơ của chính họ. Phải rồi, đây là giấc mơ. Giấc mơ của mình có thể làm bất cứ thứ gì.
mình có thể tự tạo ra giấc mơ của chính mình. Ý chí của Sedi trở nên mạnh mẽ tới phi thường. Cô biến thành công chúa thiên nga, nhảy những điệu ba lê kỳ diệu để đẩy lùi con quái vật. Niềm hy vọng, sự tự tin từ đâu lại tràn về với Sedi. Cô tiếp tục hóa thân thành người cá và sử dụng sức mạnh của biển cả. Cơn sóng thần Sedi tạo ra cuốn lấy Baku, đẩy nó về lại chỗ cũ. Cô bé hóa thân thành công chúa cầu vồng, kết thúc Baku bằng một đòn cuối cùng. Đáng đời nhà ngươi! Sandy ơi! Cha Sandy đã khỏe lại sau khi cô bé đánh bại Baku. Đúng lúc này, chủ nhân thật sự của túi cát giấc mơ mới xuất hiện. Bà là nữ thần giấc mơ, còn Baku là tạo vật mà bà đã để sống. Nó đã ăn cắp túi cát giấc mơ của bà để tác oai tác quái. Chẳng phải cô bé tự mình đánh bại con quái vật hay sao? Cha con Sandy rời khỏi giấc mơ mà không hề biết rằng mẹ Sandy đích thực chính là Baku. Chính bà đã nhờ nữ thần giấc mơ biến mình thành Baku để bà có thể giúp Sandy tự tin vào chính mình. Cha Sandy từ sau giấc mơ đã thấu hiểu con gái mình. Sandy cũng hiểu rằng thay vì trốn chạy trong ảo mộng, con bé phải dũng cảm đối mặt với những khó khăn. Tôi học cùng cậu ấy đấy, quá đỉnh luôn. Và Sandy đã thề với tôi rằng khi đứng trên sân khấu, cô bé thấy thấp thoáng ai đó giống hệt người mẹ quá cố, mỉm cười hiền từ với mình. Wow, fairy tales.